À, dạ vâng, xin phép mà câu lạc bộ, xin phép mà nhóm của chúng mình một chút. Tôi muốn hỏi anh Nguyễn Hùng, cho em hỏi là nếu tính đến bây giờ là anh đã tham gia nhóm mình từ lâu chưa ạ? Nếu không nhầm thì mình tham gia từ năm 2014. Và đến nay là được 4 năm đúng không ạ? Dạ vâng, đã từ rất lâu rồi, hôm nay anh trở lại, anh có thấy có gì khác không? Không có gì khác cả, mình thấy là vui hơn thôi. Mọi người đến với nhau tình cảm hơn thôi, chứ chả có gì khác cả. Dạ vâng, lần đầu tiên tôi đến chương trình này thì lúc đấy là anh Hùng đang đứng ở vị trí của tôi, có nghĩa là MC của chương trình. Tại sao ngày hôm nay tôi thực sự muốn chia sẻ là bởi vì là chúng tôi ở đây có khá nhiều thành viên mới, cũng như những thành viên từ khá lâu rồi hôm nay quay trở lại đây. Thực sự là tôi cảm thấy rất là vui. Cũng xin chia sẻ với tất cả các bạn một chút. Không biết là anh Hùng có biết hay không, nhưng mà những tình khúc vượt thời gian của chúng ta, theo như tôi được biết thì tháng trước thì chúng ta tổ chức sinh nhật. Nhưng đúng ra thì ngày thành lập của nhóm chính thức là ngày, tức là lập tạo ra cái nhóm này thì là ngày 15 tháng 8 năm 2013. Khi đấy được một nhóm bạn gồm 7 người, trong đó có Nguyễn Ký Kỳ là một trong những 7 người đấy. 7 bạn đấy đã tham gia trong một cái group nhạc vàng. Tuy nhiên cái nhạc vàng đấy thì không được quản lý chặt chẽ và có những cái hình ảnh quảng cáo vào đấy. Chính vì vậy 7 bạn đấy đã ra và cùng với nhau lập ra một nhóm những tình khúc vượt thời gian. Và khi đấy có bảo với một bạn thì bạn ấy hiện tại lúc đấy đang là sinh viên và bảo là bạn ấy lập ra cái nhóm tình khúc vượt thời gian này. Và bây giờ thì bạn Luyện đấy, bạn ấy tên là Luyện, và bây giờ bạn ấy không còn tham gia ở nhóm nữa. Lý do cá nhân và vì chuyện học hành của bạn ấy nên là bạn ấy đã không tham gia. Tuy nhiên sau đó thì để lên cái ý tưởng mà chúng ta ập đầu tiên thì đó là ngày 23 tháng 4. Và ý tưởng này là xuất phát từ Thanh Trà Nguyễn cũng như Kim Anh Hồ hiện tại đang có mặt ở đây. Tôi muốn chia sẻ một chút như vậy để muốn nói với các bạn. Người tạo ra nhóm này là một bạn, bạn tên là Luyện. Nhưng mà nhóm bạn 7 người đấy có ý tưởng tạo ra thì trong đó có Nguyễn Ký Kỳ. Và những cái lớp người đầu tiên thì đó là Kim Anh Hồ và Thanh Trà đã là lên cái ý tưởng để chúng ta có được những cái buổi ập vào ngày hôm nay. Và từ đấy trở đi thì cứ một tháng chúng ta ập live một lần. Và chúng tôi đã lấy cái ngày ập live đấy thành sinh nhật nhóm. Chia sẻ một chút như vậy thôi, bởi vì thực sự ngày hôm nay tôi rất xúc động. Tôi cũng là một thành viên thực ra đến với những tình khúc về thời gian tính ra cũng chỉ hơn 2 năm thôi. Nhưng tuy nhiên cái sự gắn bó, gắn kết và những tình cảm của mọi người ở đây nó đặc biệt hơn. Nó giống như một gia đình hơn. Nên cũng rất mong là anh Hùng cố gắng là thường xuyên sắp xếp thời gian để tham gia cùng với nhóm. Cũng như những thành viên mới thì cũng sẽ cố gắng là tháng nào cũng có mặt. Ở đây thì xin phép MC cho tôi nói một câu thôi, một câu thôi nhé. Tình hình cho em xin phép cả nhà. Thật sự ra là hơn một năm nay em mới xuất hiện. Còn những lần trước ấy thì em đều chỉ vắt tranh mỗi tháng một lần. Nhưng mà hơn một năm nay là về công việc gia đình. Đấy. Thì nói chung là em vắng một năm. Nhưng mà thật lòng ra là em dành tình cảm cho nhóm này thì mãi mãi một tình yêu. Dạ vâng, mong là ai cũng sẽ nói với chúng tôi là mãi mãi một tình yêu. Xin cảm ơn Nguyễn Hùng rất nhiều. Cảm ơn anh hôm nay đến đây. Và em muốn cảm ơn có cả chị Hồng Trần nữa. Tuy nhiên chị Hồng Trần chưa lên sân khấu nên em cũng chưa có cái chia sẻ được. Nên là nhân đây tiện đây là em chia sẻ luôn. Thật sự cảm ơn những người đã đến từ trước và những thành viên hôm nay, để chúng ta tạo lên những tình khúc vượt thời gian. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật nhóm luôn. Sinh nhật tháng 5 luôn, xin lỗi các bạn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ dùng sinh nhật